Hello, xin chào tất cả các bạn. Sau bao nhiêu ngày mong đợi thì hôm nay Yamaha Render phiên bản hoàn toàn mới đã có mặt tại Yamaha 1 phút 1. Mình đang quay cho các bạn xem mẫu Render phiên bản giới hạn hoàn toàn mới màu bạc nha các bạn. Lô hàng hôm nay thì mình về được 7 màu, nhưng mà do là xe tải chưa xuống kịp, mình cũng gấp quay quá nên mình quay trước màu bạc cho các bạn xem. Các bạn nhớ đón xem những video tiếp theo, mình sẽ quay chi tiết từng màu và từng tính năng thay đổi trên Yamaha Render phiên bản hoàn toàn mới. Về phần giá bán, các bạn liên hệ trực tiếp số điện thoại mình trên màn hình hoặc liên hệ trực tiếp Yamaha 1 phút 1, số 575961 Trần Văn Khéo, trung tâm thương mại Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Hiện tại thì Yamaha Render hoàn toàn mới đang được áp dụng rất là nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn như trả góp, giao cà vẹt gốc giống như mua tiền mặt, hoặc các bạn có thể mua trả góp với lãi suất 0%, trả góp qua thẻ tín dụng đều được áp dụng cho Yamaha Render hoàn toàn mới. Đặc biệt, các bạn mua trong tháng 10 này còn được tham gia chương trình quay số may mắn với cơ hội trúng một trong 200 phần quà trị giá 10 triệu đồng. Do buổi sáng hơi nhiều việc nên mình tranh thủ quay với các bạn video nó hơi ngắn, mong các bạn thông cảm. Xin các bạn nhớ theo dõi kênh để cập nhật những video tiếp theo nhé.